Trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, các đại biểu đã thảo luận về việc cải tổ sâu rộng nhiều cơ quan chính phủ Trung Quốc. Đây là lần cải cách thứ 9 của chính phủ Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Các bộ và cơ quan của Trung Quốc liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và tài chính sẽ được tái cơ cấu mạnh mẽ để phù hợp với định hướng tự chủ về công nghệ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Sau khi tái cơ cấu, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đảm nhận chức năng quản lý vĩ mô lớn hơn như hoạch định chiến lược, cải cách thể chế, phân bổ nguồn lực, điều phối toàn diện. Trung Quốc cũng sẽ thành lập một cơ quan quản lý tài chính nhà nước mới, Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia, trực thuộc chính phủ, để giám sát lĩnh vực tài chính trừ ngành chứng khoán. Sau khi cải cách, Trung Quốc vẫn giữ tổng số 26 bộ ban ngành thuộc chính phủ như hiện nay, nhưng biên chế tại các cơ quan nhà nước cấp trung ương của Trung Quốc sẽ cắt giảm 5%. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ đã có những đại diện ưu tú nắm giữ những vị trí lãnh đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đều là nữ. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể thì tỷ lệ nữ giới trong lĩnh vực vốn được cho là thế mạnh của đấng mày râu này vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 21%. Năm 2022, nữ giới chỉ đảm nhận từ 10 đến 24% số vị trí lãnh đạo hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực kinh tế, xét cả ở khu vực công, khu vực tư nhân và nghiên cứu học thuật. Trong khu vực công, chỉ 10% số thống đốc ngân hàng trung ương các nước là phụ nữ, tỷ lệ này là 15% đối với chức danh Bộ trưởng Tài chính. Khoảng 12% số vị trí cấp cao tại 33 thể chế đa phương toàn cầu lớn nhất thế giới kể từ năm 1945 thuộc về nữ giới. Hơn 33% cơ quan trong số này chưa từng có lãnh đạo nữ. Một cuộc thăm dò do Học viện Kinh tế Chính trị London, Anh thực hiện năm 2021 cho thấy phụ nữ khó được làm việc lâu dài trong ngành dịch vụ tài chính ở thủ đô London nếu không thường xuyên thể hiện năng lực tốt, trong khi ở nam giới, nhiều người có năng lực bình thường vẫn vững chân. Lượng rác thải nhựa đổ ra các đại dương trên thế giới đã tăng mạnh chưa từng thấy trong gần 2 thập kỷ qua và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng gấp gần 3 lần vào năm 2040 nếu thế giới không hành động quyết liệt hơn. Nghiên cứu của Viện Figures từ 11.777 trạm giám sát trên đại dương ở 6 vùng biển lớn chỉ ra rằng năm 2019 có khoảng 171.000 tỷ hạt vi nhựa trôi nổi trong lòng đại dương. Thực tế này đòi hỏi một hiệp ước toàn cầu có tính ràng buộc pháp lý để ngăn chặn vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Hạt vi nhựa không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước mà còn phá hủy nội tạng của các động vật biển khi chúng vô tình nuốt phải. Nếu không có một hiệp ước toàn cầu, hoạt động sản xuất nhựa sẽ tăng gấp đôi trong vòng từ 10 đến 15 năm tới, thậm chí là tăng gấp 3 vào năm 2050. Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Liên Hợp Quốc cuối cùng đã thông qua văn bản của hiệp ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ biển, nơi chiếm gần 50% bề mặt trái đất. Kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị người Anh David Alan Chipperfield vừa vinh dự giành giải thưởng kiến trúc Pritzker năm 2023. Đây là giải thưởng được ví như giải Nobel kiến trúc. Theo đánh giá của Ban giám khảo giải thưởng kiến trúc Pritzker năm 2023, công trình của kiến trúc sư David Chipperfield tinh tế nhưng mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhưng thanh lịch. Kiến trúc sư Chipperfield luôn thể hiện sự tôn kính đối với lịch sử và văn hóa, đồng thời tôn vinh môi trường tự nhiên và các công trình đã có từ trước. Thiết kế hiện đại vượt thời gian của kiến trúc sư tài năng này giúp ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu, biến đổi các mối quan hệ xã hội và tái tạo sức sống cho các thành phố. Trong hơn 4 thập kỷ qua, bậc thầy của sự đơn giản này đã thực hiện nhiều dự án từ các công trình văn hóa, dân sự và học thuật đến quy hoạch đô thị, nhà ở châu Âu, châu Á và Mỹ. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã tuyên bố quyết tâm tìm ra đối sách trước những thách thức từ chiến lược trợ cấp công nghệ xanh của Mỹ. Tuyên bố này phản ánh nỗ lực của Liên minh châu Âu-EU nhằm bảo vệ lợi ích cũng như các mục tiêu liên quan đến vấn đề năng lượng sạch và tránh một cuộc đua trợ cấp với Mỹ trong lĩnh vực này.
đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ, một kế hoạch khí hậu quy mô lớn bao gồm khoản chi 370 tỷ đô la nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. IRA giảm thuế cho các công ty đầu tư vào năng lượng sạch, cung cấp các khoản trợ cấp cho xe điện, pin và các dự án năng lượng tái tạo được sản xuất tại Mỹ. EU lo ngại đạo luật này có thể ảnh hưởng đến việc làm tại châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và sản xuất ô tô. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng cho phép một số ngoại lệ đối với các nước có ký hiệp định thương mại tự do FTA với Mỹ. Tuy nhiên, giữa EU và Mỹ lại không có hiệp định thương mại tự do, bởi thế khối này đang tìm cách đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ để EU có thể tiếp cận các lợi ích từ kế hoạch khí hậu đầy tham vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đạo luật giảm lạm phát của Mỹ mang lại những cắt giảm lớn cho công nghệ sạch sản xuất tại Mỹ, tuy nhiên lại có thể gây tổn hại cho các nền kinh tế của châu Âu. EU đang tìm cách thương lượng với Mỹ về việc diễn giải văn bản luật này, đồng thời tăng cường đầu tư vào công nghệ sạch của chính EU. EC đã đề xuất cho phép tăng các mức độ trợ cấp nhà nước dành cho các doanh nghiệp tại EU để có thể cạnh tranh công bằng với Mỹ trong cuộc đua trở thành trung tâm sản xuất xe điện và các sản phẩm xanh khác, cũng như nỗ lực giảm tác động của IRA đối với ngành công nghiệp châu Âu. Theo bà Leyen, các nhà sản xuất ô tô điện của EU vốn đã được tiếp cận các quy định cắt giảm thuế của Mỹ, cần bảo đảm các nhà sản xuất ắc quy và linh kiện ắc quy của liên minh này cũng được hưởng lợi từ IRA. Mặc dù các nước thành viên EU vẫn chưa đồng thuận về cách tiếp cận vấn đề này, tuy nhiên Mỹ cũng đã thể hiện mong muốn hợp tác với EU để tránh căng thẳng trong cuộc đua công nghệ xanh. Chúng tôi ủng hộ ý tưởng của EU về trợ cấp xanh. Nếu châu Âu hành động để đưa ra các khoản trợ cấp tương tự như chính sách của Mỹ, thì đây là chính sách khí hậu tốt. Theo các quan chức Mỹ, phía Washington sẽ hợp tác với EU vì hai bên chia sẻ nhiều mục tiêu giống nhau và đều muốn bảo đảm có đủ nguồn cung cấp tất cả các sản phẩm quan trọng đối với năng lượng sạch như pin, tấm pin mặt trời, tua bin gió để cùng hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Nhằm cạnh tranh công bằng, hai bên đã nhất trí cần bảo đảm sự minh bạch toàn diện về các khoản trợ cấp xanh và tín dụng thuế. Tuy nhiên, EU cũng đang thể hiện quyết tâm không để bị tụt lại phía sau trong cuộc đua lĩnh vực công nghệ xanh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.